Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in S&T Graphic Design and Color Print tại Tây Úc. Chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn qua số 0892481286. Trung tâm dạy kèm toán lý hóa anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Chilson khai trương vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Nhân dịp khai trương, trung tâm sẽ bớt 50% học phí cho 10 tuần lễ đầu. Nếu quý vị ở xa, có thể mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Parramatta. Thưa quý vị khán giả, trong cái câu chuyện ngày hôm nay, Kim Hoàng muốn gửi đến cho quý vị đó là một cái xu hướng mới của giới trẻ, là một cái phong trào mà ai cũng rất là ủng hộ, bởi vì cái xu hướng này đã làm cho gương mặt của chúng ta trở nên lung linh hơn và đẹp đẽ hơn. Đó là một cái công nghệ mới là gọi là nối mi. Và chúng tôi cũng rất là tình cờ khám phá ra một cái địa điểm có thể nói được ưa chuộng rất nhiều bởi cộng đồng người Việt cũng như là bởi người dân bản xứ ở đây, khi mà họ đã tới đây để mà có thể được nối những cái mi nó dài hơn, nó đẹp hơn, cũng như mọi người có thể tới để mà trau dồi thêm cái khả năng chuyên môn và mình có thể trở thành một cái người thợ nối mi chuyên nghiệp trong tương lai, để mà chạy theo kịp cái xu hướng của giới trẻ hiện nay. Và để đi sâu hơn nữa thì chúng ta phải cùng trò chuyện với chủ nhân của cơ sở này, đó là chị Mai Thị Ngọc. Dạy cho các em đó là mình cho các em cơ hội thực tập trên khách luôn hả? Vâng, em tìm mẫu cho các bạn ấy thực tài hành luôn chị. Học bao lâu thì em mới bắt đầu cho các em thực hành như thế này? Thông thường nếu mà các bạn ấy học nhanh có nhiều thời gian thì ngày thứ 2, thứ 3 là được lên mẫu rồi. Nhanh thế à? Khi mà em dạy là em sẽ dạy từ những cái cơ bản, em cho đi từng bước một. Qua được bước thứ nhất thì em mới cho lên bước thứ hai, chứ em không nhảy tắt. Ví dụ như mà bạn làm nhanh thì có thể buổi sáng tập cắm mi, buổi chiều lên mi giả, ngày hôm sau lên mẫu. Nhưng mà bạn nào chậm thì em có thể cắm mi mất một ngày, sau đấy mới được lên mi giả 1-2 ngày, xong mới. Nghĩa là mình sẽ bắt đầu từ những cái mô đồ, mình cho các bạn làm trên cái mô hình trước. Và cái thời gian của các bạn làm mới như vậy đó, giống như em hồi nãy mình nói là nếu mà với kinh nghiệm của mình những cái khách mình có thể làm một tiếng, thì với những cái học sinh mới thì các em sẽ làm bao lâu thì nó mới xong? Thông thường sẽ là 2 tiếng. Gấp đôi cái thời gian của mình. Nhưng mà nếu như nó có những cái sơ suất gì trong, tại vì các bạn mới đang học mà, gắn lên cho khách mà nó có những cái sơ suất hoặc là khách hàng không đồng ý, thì mình có thể chỉnh sửa không? Dạ được chị ạ. Mình có thể chỉnh sửa được. Tại vì thông thường khi mà các bạn nối xong là em sẽ kiểm tra. Em sẽ kiểm tra lại, sau đấy là em sẽ chỉ lỗi. Còn phần lớn ấy thì là em sẽ dạy về kỹ thuật. Là cách mình lấy mi như thế nào, mình lấy keo như thế nào, mình đặt mi nào, mình tìm mi như thế nào. Còn cái tốc độ nhanh chậm thì là do các bạn ấy. Vâng. Cái quan trọng chị nghĩ là cái trọng mi đó, có nghĩa những cái mi này của em nó có nhiều cái độ dài ngắn khác nhau phải không? Vâng. Và em sẽ dạy cho các bạn là mình sử dụng cái kích cỡ nào nó thích hợp cho khách này. Thì cái đấy là em sẽ có một bài lý thuyết riêng. Thì trong bài lý thuyết em sẽ chỉ cho các bạn ấy là mắt nào dùng loại mi nào. Và khuôn mặt nào thì dùng mi nào, hay là cặp mắt nào thì dùng cái xếp mắt nào cho nó đẹp. Vâng. Tất cả là đều được hướng dẫn rất là thận thình. Nhưng mà cái khác là bởi vì là các bạn có cơ hội thực hành. Đúng rồi, bởi quan trọng nếu là như các mà bạn chỉ có lý cơ hội thuyết, thực hành. Em có dạy lý thuyết mà không có cơ hội thực hành thì mình cũng không có thể nào uyển chuyển và đủ khéo léo được.
thường thì lý thuyết em sẽ là dạy sau cùng. Bởi vì khi nếu mà các bạn ấy mới học mà mình nói về lý thuyết các bạn không hiểu. Cho nên là với em là em dạy thực hành trước xong em dạy lý thuyết xong. Em đi ngược lại với lại cái quy trình giáo án của em nó khác biệt thì. Tại vì nếu mà bây giờ tự nhiên các bạn ấy chưa biết gì về mi, chưa biết cầm nhíp, chưa biết mi gì mà mình dạy lý thuyết thì các bạn sẽ mơ hồ lắm. Nó không giống như mình học những cái môn văn hóa khác. Nên là em sẽ phải đi ngược lại. Nhưng mà em có yêu cầu gì từ những người học trò của em hay không? Họ cần phải có một cái sự khéo léo trước khi họ tham gia học cái này hay không? Em nghĩ là các bạn, một khi mà các bạn ấy đã muốn học cái nghề này thì các bạn đã biết được là cái nghề này cần sự tỉ mỉ. Cho nên là em chỉ biết động viên các bạn là chịu khó thôi. Làm nhiều thì nó sẽ khéo léo. Làm nhiều thì sẽ thành quen. Với lại khi mình làm ấy, mình làm bằng cái tâm của mình, làm bằng cái tình yêu của mình thì mình sẽ làm được. Còn tất nhiên là ai cũng là đi kiếm tiền hết. Nhưng mà kiếm tiền như khi mà mình làm mà mình cảm thấy là mình làm xong bộ mi mình cảm thấy happy thì đấy mới là đạt hiệu quả. Còn nếu mà làm cho xong để lấy tiền xong ấy thì rất là khó để thành nghề. Giống như cái trường hợp này, cái bạn này thì đã học với em bao lâu rồi? Bạn ấy học được một tuần. Mới một tuần mà làm được như vậy đó. Vâng, bạn ấy học được một tuần nhưng mà sau đấy thì bạn phải đi làm. Tức là cách một ngày, hai ngày trong tuần bạn ấy đến để thực hành thêm, để cho cái tốc độ lên. Nhưng mà em nghe bạn ấy nói là bạn ấy đã được làm khách cửa shop rồi. Nghĩa là mình ở những nơi khác là mình cũng đã trực tiếp làm cho khách rồi đó. Bạn đi làm là bạn được làm cho khách rồi. Chủ giao cho làm cho khách. Nghĩa là cái đó là niềm vui đó. Tăng thêm đam mê. Em ấy, khi mà em dạy thì em tỉ mỉ lắm. Là vì từ cái động tác ngón tay của các bạn là em cũng phải chỉ. Ví dụ như là cái ngón tay này là lúc nào cũng phải linh hoạt. Nhiều bạn làm mi là cứ dùng cái băng dính để dán lên đây. Nhưng mà em không cho học sinh em dùng. Lúc đầu thì các bạn cũng nói là khó nhưng mà sau mình làm một thời gian là có nghĩa là em tạo thành có thói quen ngay từ đầu. Ngay từ đầu là nó phải là như vậy. Chứ còn nếu mà để các bạn theo làm theo các bạn thì mình sẽ khó chỉnh lại. Đúng rồi. Với lại làm như thế nhiều khi khách người ta không muốn mình dán chằng chịt lên mặt người ta. Đúng rồi. Cảm giác người ta cũng không thoải mái. Vâng. Cái gì là cái bước khó nhất trong cái công việc này vậy Mai? Cái khó nhất chính là các bạn ấy, đầu tiên là các bạn lấy được keo, cách lấy keo đúng. Cách thứ hai là đặt cái sợi mi giả vào sợi mi thật sao cho đúng, vuốt keo sao cho đúng thì mình mới giữ được cái độ bền của mi. Nếu mà mình nhiều keo quá cũng rất là nhanh rụng, mà không vuốt được keo cũng rất là nhanh rụng. Đấy là lý do thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu không vuốt được keo ấy thì là cái sợi mi ở đây nhìn nó sẽ thành một cục keo, một lớp keo dày dưới này. Còn khi mà mình vuốt được keo ấy thì cái sợi mi nó giống như một sợi mi natural của mình, không nhìn thấy. Cái thứ hai nữa là cái khó ở chỗ là cách tìm mi làm sao tìm được phân tầng được sợi mi và mình đặt được sợi mi vào thành một cái set. Chứ không phải là mình đặt nó lồng chổng. Có nghĩa là không thể nào mà sợi ngắn sợi dài, lúc nào mình cũng phải cho nó cái độ. Nghĩa là cái set của nó lúc nào khi chị, ví dụ như chị nhìn mi của em hạn, mở lên thì nó rất là đều, nó không có bị lộn xộn sợi bên này sợi bên kia. Nên là em thì em dạy thì thường lâu một chút, bởi vì là em muốn để cho các bạn có nhiều thời gian các bạn thực hành. Chứ còn nếu như mà bình thường thì ví dụ như bạn này thì em cũng có thể là thôi em đừng học nữa, em đi về rồi em tự tìm mẫu em thực hành. Khi mà em dạy đó là em dạy là em trọn gói, nhưng mà cái thời gian thực hành của em thì nó dài hơn. Tùy các bạn ấy. Mình sẽ hướng dẫn nó tận tình hơn, chứ không phải là bởi vì đóng nhiều tiền hơn mà mình dạy lâu hơn. Đúng rồi ạ. Ví dụ các bạn mà có thời gian ấy thì các bạn vẫn có thể đến đây để tìm mẫu để làm. Hoặc các bạn cũng có thể mang mẫu đến. Ví dụ em có một vài học sinh người nước ngoài ấy, thì người ta cứ mang người nhà đến để làm. Bởi vì người ta chưa set up được ở nhà cho nên người ta cứ đưa mẫu đến xong họ làm. Và mình sẵn sàng mình cung cấp cái phương tiện. Em mình đào tạo cái phương tiện. Hồi nãy giờ chị quan sát chị thấy đó là có đôi khi thì mình làm từng sợi. Có đôi khi mình chỉ nói một sợi mà cũng có đôi khi là mình nói vài ba sợi lại. Có nghĩa là cái đó là ăn thua cái người làm họ theo cái vị trí. Nó thiếu nhiều, thiếu ít thì họ không, đấy là nói theo, hay là lúc nào cũng là chỉ là một sợi thôi. Nó là theo sếp đó chị ạ. Theo sếp, các ví bạn này đang nói là từng sợi làm, này, phải không? Ví dụ như bạn này là bạn làm hai bậc sếp thì em sẽ mix volume với lại classic. Mix lẫn nhau. Còn tùy theo khách, ví dụ khách ít mi
thì mình sẽ nối nhiều những cái sợi dày hơn, còn khách mà nhiều mi thì mình lại nối nhiều sợi classic hơn, mỏng hơn. Tùy vào khuôn mặt này, tùy vào độ tuổi này, tùy vào cái cách ăn mặc này. Đấy, khi mà em dạy thì em sẽ dạy như thế. Cách ăn mặc như thế nào, khuôn mặt như nào, đôi mắt như thế nào, phong cách như thế nào, cách nhìn người. Ví dụ như có thể là người ta đi làm mi, người ta ở nhà, người ta mặc đồ rất bình thường, nhưng mà mình phải hỏi người ta. Ví dụ trong quá trình mình làm, mình có thể tìm hiểu, hỏi một chút thôi, không hỏi nhiều. Mình có thể hỏi là làm gì, đi làm mấy ngày trên tuần. Thì khi đấy người ta sẽ thổ lộ ra cho mình, thì mình biết à người ta đi làm cái này. Cái môi trường như thế nào, vâng, nó văn phòng thì là mình sẽ làm một kiểu, mà đi làm ngoài trời mình sẽ làm một kiểu, công nhân mình làm một kiểu. Và cái văn hóa của người ta nữa, tùy theo với văn hóa. Ví dụ người châu Á mình thì người châu Á của mình ấy thì muốn tự nhiên, nhưng mà cái người Trung Đầu ấy thì họ lại muốn dày, đai, đúng đen rồi. Đúng rồi, nên là tùy văn hóa của mỗi một người mà mình sẽ tự làm sao cho khách hài lòng mà thôi, đúng không? Khi mà em dạy lý thuyết cho các bạn, em nói rất là lâu về những vấn đề đấy. Và kể cả em cũng có thể dạy qua một chút về cái marketing, vì nhiều bạn ấy, các bạn học xong các bạn ấy muốn ở nhà để làm, tìm khách để làm. Em cũng có nhiều học sinh, nói chung em nhiều em không nhớ nữa. Và bây giờ các bạn ấy cũng ra dạy nghề cho người khác. Thế mình đã đào tạo được rất nhiều người trong cái ngành nghề này rồi đó, 3 năm nay phải không? Thì thông thường em cũng ít khi đăng bài lên trên mạng xã hội để tìm học sinh lắm. Vì tự các bạn giới thiệu cho nhau hết. Ví dụ như bạn này. She's very good. That's right. That's why the people come. So you will be refer someone come to study for the tutor. Yeah. Tại vì bạn ấy là cũng có mấy người bạn học của chỗ em rồi. Xong khi mà bạn đi làm, bạn lên shop, bạn nói bạn đi học mi, học ở vùng nào người ta cũng biết là học chỗ em. Anh em mình đã tạo được cái thế đứng, cái chỗ đứng cho. Mà em cũng không nhớ. Nhiều, nói chung số lượng khá nhiều. Mà thường học sinh ở đây ấy, là em rất là bận. Cho nên là em cũng không giống kiểu mình không thích được nhiều tham cho lắm. Nhưng mà cái chính của em là em cho các bạn hướng đến cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật mà đúng thì kiểu gì làm mi cũng đẹp và bền. Vì cái quan trọng nhất là mình phải làm được một bộ mi bền và đẹp. Còn cái tốc độ là tùy thuộc các bạn ấy. Và hầu hết tất cả những cái học viên của em đều đã trưởng thành và cũng đều đã có sự nghiệp riêng và đều đã có những cái khách riêng của họ rồi đó. Em có nhiều bạn làm ở nhà mà khách ngày nào cũng rất là đông, full booking. Vâng, ngày nào cũng rất là đông. Như vậy là vui rồi, mình chỉ cần như vậy thôi, có nghĩa là nó có kết quả. Thì mình cũng chỉ hướng dẫn là ví dụ như là khi mà các bạn ấy học xong hạn, các bạn muốn làm nhà thì em sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy là start như thế nào. Thường là khi mà em dạy ấy, ngày trước em đi học mi chỉ có 3 ngày thôi. Nhưng mà khi mà em dạy cho các bạn ấy, em dạy bằng cái kinh nghiệm của em, chứ em không dạy bằng cái lý thuyết mà em được học. Ví dụ em dạy hết kinh nghiệm của em tìm khách như thế nào. Đầu tiên bắt đầu mình làm ở nhà thì sẽ như thế nào, làm shop sẽ như thế nào. Nghĩa là truyền đạt hết, xong còn lại là tùy duyên tùy của mỗi người. Tùy các bạn triển khai như thế nào, đó là tùy theo khả năng của mỗi người nữa. Có nhiều người họ tỏ ra lo lắng là khi họ làm cái này rồi thì cái mi thật của họ nó sẽ bị rụng đi theo cái thời gian. Có trường hợp đó có xảy ra hay không? Bình thường ấy, khi mình chưa nối mi thì mi của mình vẫn bị rụng. Khi mình rửa mặt nó vẫn rụng. Và tuổi thọ của một sợi mi nhiều nhất thì chỉ được 4 tháng thôi. Sau đấy nó sẽ mọc từng lớp nang lông, xong đến lông con, rồi là đến khi mi trưởng thành. Nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái này là ở cái bài lý thuyết là em có dạy cho học sinh. Nhưng còn khi mà khách người ta nói là có rụng mi không, câu trả lời với em luôn là có. Em không nói dối khách hàng, mà em cũng không nói dối học sinh. Em bảo nối mi đương nhiên là sẽ bị rụng, nhưng mà mình nối như thế nào để cái số lượng bị rụng nó hạn chế tối đa. Cho nên là khách hàng, em có rất nhiều khách hàng đến đây liên tục, không nghỉ, nhưng mi vẫn có nhiều. Mình lấy keo đúng này, mình vuốt keo đúng này, mình đặt mi đúng này, thì độ bền lông mi thật của khách hàng rất là lâu. Khi mà rụng ấy thì chỉ rụng mi già thôi, không rụng mi thật. Vâng. Có nghĩa là cái và thứ nhất là với cái kỹ thuật của mình, kỹ và thứ hai là bởi vì cái keo, cái cách mà mình vuốt keo là đúng nó rồi. Là nó đấy giúp gọi là kỹ thuật đó. Nó giúp cho cái mi thật nó không có bị hại, bị đúng hư rồi. Hại cái mi thật của mình đi. Vì nếu mà mình vuốt keo không đúng này, mình lấy keo không đúng, mình đặt mi không đúng, thì khi người ta sẽ bị rụng mi giả sẽ kéo theo sợi mi thật.
Nhưng nếu mình làm đúng kỹ thuật thì mình sẽ giữ được mi cho khách hàng. Rất là nhiều người khách họ hoang mang là như vậy, ai cũng muốn đẹp hết á. Nhưng mà khi bởi vì đã có người bị rồi, đã có những cái trường hợp là họ bị rụng mi thật hoàn toàn luôn. Khi mà cái ri mi giả nó rơi đi thì nó kéo theo cái mi thật. Và họ trở thành, có nghĩa là họ cảm thấy nó không có an tâm. Nếu mà tình trạng đó. Nhưng khách của em thì không có trường hợp đấy. Khách của em đến liên tục. Kể cả học sinh của em khi mà ra nghề rồi cũng thế. Các bạn ấy cũng không có ai phản ánh về cái vấn đề là khách hàng không đến do là muốn giữ mi. Một số bạn học sinh là các bạn ấy giống kiểu các bạn muốn giữ cái bikini của các bạn ấy, các bạn chỉ liên hệ với em bằng số điện thoại thôi. Cho nên là ví dụ như Facebook hay là những cái gì mà cá nhân của bạn ấy là em không biết. Nhưng mà em cũng không quan tâm nên là em cũng không nhớ, nghĩa là ai đến mình cũng dạy hết mình. Khi người ta đi, người ta có thể nhớ mình, người ta cũng có thể quên mình. Miễn là làm sao mà mình dạy cho người ta hết những gì mình biết, thế là được rồi. Nghĩa là mình làm cái gì nó cũng đúng với lương tâm của mình. Giống như cái trường hợp này, khi mà đi rồi thì chắc chắn là vẫn sẽ nhớ về cái nôi này của mình, phải không? Dạ đúng rồi, tại vì cô beautiful. Được rồi đấy, cho khách em xong rồi. Rồi, take off đi, tháo cái này ra. Kiểm tra này, kéo cái mắt lên nha, kiểm tra xem có bị dính không. Có nghĩa là khi mình, bước cuối cùng của mình là gì mà Lisa? Mình sẽ phải kéo cái hàng mi này lên, kéo nhẹ nhàng thôi để kiểm tra có bị dính ở dưới không á. Vâng. Nếu mà không bị dính thì mình mới tháo cái này ra. Đấy. Bên này cũng thế, bên này mình cũng phải kéo lên như này, để không bị dính nha. Đó, thì mình sẽ kéo lên, vì nếu mà nó bị dính thì mình sẽ phải sửa ngay cái giai đoạn này. Nếu mà khách mà mở mắt ra rồi mình mới sửa thì rất là dễ gây ra tai nạn nghề nghiệp. Khi mà làm xong thì thường để cho khách nhắm mắt khoảng 1 phút. Cái keo của em nó cũng không bị cay mấy. Thì mình là bao lâu thì cổ tới một lần? 2 tuần 1 lần. Và hôm nay không phải là touch up, mà hôm nay mình sẽ làm một cái ao, một cái lông mi mới hoàn toàn cho cổ. Mình sẽ làm mới chứ. Cái bước rửa mi là cái bước bắt buộc tất cả mọi khách mình đều phải làm cái bước này hết. Vâng, tất cả mọi khách từ khi mình làm full set hay là mình infill mình cũng phải làm. Chị thấy là khi mà mình nối mi đó thì có cái độ dày mỏng nó khác nhau, phải không Mai? Và cái đó là tùy theo khách hàng chọn, họ yêu cầu mình, hay là mình sẽ thiết kế, mình sẽ design cho họ. Thông thường ấy thì em có cái shape mà shape mỏng, shape dày. Nhưng mà nếu mà design thì em sẽ là người design cho khách. Tùy theo cái gương mặt. Tùy theo gương mặt, tùy theo mi, tùy theo cái dáng mắt của họ ấy. Thì mình sẽ design khác nhau. Mình sẽ có cái sự tư vấn là nên mỏng hay nên dày. Như vậy thì trong cái trường hợp người khách này thì em sẽ làm cái những cái mi, cái độ dày hay mỏng? Tại mi của cô là mi nâu á, cho nên là em sẽ làm dày cho cô ấy, hay làm nổi từ con mắt của cô ấy. Em mới vừa nói cái mi này là cái mi nâu, nếu mà mình làm mình dùng cái material khác hay là nó xem cái material như vậy thì nó sẽ đậm hơn cái lông mày hay không? Sao không ạ, tại vì là khách thường khách người ta sẽ trang điểm với cô thích như thế ấy. Cô ấy đến cho em cũng được 2-3 năm gì đó, từ lúc em mới làm. Cả nhà cô đó trở thành cái khách hàng quen thuộc của mình. Nói chung là em ở vùng này thì em có nhiều khách đến 2-3 năm. Em chuyển nhà ở đâu người ta cũng biết hết. Tại vì là có nhiều khi buổi tối họ cần gấp em vẫn nhận về nhà là mình phục vụ khách hàng hết lòng. Tùy theo cái thời gian của họ. Và mình sẽ mất bao nhiêu thời gian từ lúc mình bắt đầu cho lúc xong cái cặp mi của mắt? Đối với một bộ trung bình mà natural thì mất khoảng 1 tiếng. Còn đối với những bộ dày hơn thì mất 1 tiếng 30 phút. Như vậy là tối đa thì cũng cỡ 1 tiếng 30 phút thôi cho một người khác. Tối đa là 1 tiếng 30 phút đấy. Trung bình một ngày là mình tiếp bao nhiêu người khách giống như vậy Mai ạ? Một ngày của em thì cũng tầm từ hôm nào mà ít người làm ấy, chỉ có 2 người thì khoảng độ
15 đến 16, 17 khách tùy. Nói chung còn nếu mà chỉ một mình em thôi đó thì em có thể làm được tối đa là bao nhiêu người khách một ngày? Chắc 10 ngày. 10 người nhưng em phải làm từ sáng sớm đến lúc 10 người là phải làm rất là vất vả, tại vì trung bình ít nhất là 1 tiếng là 10 người làm liên tục 10 tiếng của em rồi. Dạ, không có chưa thời gian kể nghỉ ngơi. Tại vì em ở cái vùng này lâu rồi. Từ ngày mà em bắt đầu làm mi đến nay ấy, là em đều ở vùng này hết. Cho nên là khách ở vùng này hầu như ai cũng biết em. Khách ở vùng City, em cũng có một số khách ở North City hoặc là khách ở Wollongong. Xa dữ vậy ta. Ở Wollongong họ cũng tới. Mình đang sử dụng keo để bắt đầu mình thực hiện cái công tác nối mi của mình phải không? Vâng. Cái keo của em này là keo em mua ở Hàn Quốc. Từ khi em bắt đầu làm mi ấy, là em cũng đã dùng keo này rồi. Thật ra thì em mua rất là nhiều keo. Nhưng mà em hợp keo này. Cái keo này của em dùng khách không bị dị ứng. Được một cái ưu điểm là khách không bao giờ bị dị ứng. Còn cái mi em mới vừa đem ra đó là cái mi mình nhập từ đâu? Cái mi của em cũng là chất liệu là Hàn. Nhưng mà mi của em là em tự sản xuất. Em có một xưởng mi ở Việt Nam. Thú vị vậy đó, mình có mình tự sản xuất mi cho mình à? Dạ vâng, em tự sản xuất mi. Cô này thường là cô đến cho em, có cả mẹ cô ấy. Có nghĩa là cả gia đình đều là khách hàng của em đấy. Em có rất là nhiều khách hàng cả gia đình. Nói là cái này nó chị thấy nó rất là tỉ mỉ em à. Những cái sợi mi nó rất là mỏng mà mình phải nối xen kẽ và. Nói chung là làm cái này á mình phải cẩn thận. Yêu nghề và phải làm mới chị nghĩ mới làm được. Em biết là tiền nó rất là quan trọng nhưng mà khi mà em làm ấy là em làm giống như em làm cho bản thân em ấy. Nên khách quay lại với em vì như thế. Nhưng mà trong cái công việc này ấy, thì em đâu thể nào tự nối mi cho em được. Phải có học trò của em nối cho em. Dạ vâng. Em có thợ. Mình chỉ có thể làm đẹp cho người khác thôi. Dạ. Và mình không thể nào làm đẹp cho chính mình. Hơi buồn một chút. Hơi buồn. Cho nên mình phải huấn luyện học trò. Vâng. Để họ có cái tay nghề giống như mình thì họ mới có thể làm ngược lại cho mình. Thợ của em ấy thường là do em đào tạo. Em cũng không có nhận thợ ở ngoài. Tại vì nhiều khi cách làm khác nhau. Vâng. Khi mà đến khách em ở đây rất là khó tính. Vâng. Are you happy with your eye class today? Very happy. Never had a problem. How long have you become the customer for this shop? I think about 2 years now. Is it? Yeah. And then you come here very often? I'd say once a month. Yeah. Before that 2 years, are you came to do the eye class with any other place? I was, but I was nowhere near as happy, which is why when I found Melissa, I was very happy with her service. So the place where you will be stick forever? Yes. Okay. Yeah. So that's good. If some friend asking where the eyeglass come from, will you recommend them to come over here? Yeah, definitely. My mom comes and my mother-in-law also comes, so lots of recommendations. So you bring the whole family to here? Yeah. So you get more busy for Melissa. Yes. Do you feel is any injection for the eyes or during the last 2 years when you do the eyeglass or when you refill? Is anything happened so far? No, I haven't had any issues. Is it? Yeah. Oh, that's right. Yeah. Thank you very much for that. That's okay. Yeah, thank you. Kính thưa quý vị khán giả, với hơn 20 phút vừa qua thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý khán giả những cái hình ảnh mà lớp học nối mi của cô Melissa đã thực hiện. Và trong suốt nhiều năm vừa qua thì theo lời Melissa nói là có rất là nhiều những cái học viên và cũng có rất là nhiều những cái khách hàng đã tới Melissa Class để mà được phục vụ. Và hy vọng là quý khán giả Việt Face TV sẽ có thêm một cái địa chỉ mới để mà nếu chúng ta cần cái dịch vụ nối mi, chúng ta cũng có thể liên lạc với Melissa. Thông tin chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.